Hello, xin chào cả nhà. Mình lại quay lại với nhau ở kênh Yoga with Lưu. Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ gửi các bạn một cái clip core flow một chút ở trên biển. Rồi mời mọi người cùng tập với mình nha. Rồi mình vào trong thảm, ngồi dựng lưng thẳng, cảm nhận xương ngồi vững chắc, hai vai xoay rộng và khép nhẹ hai mắt lại. Mình tĩnh lặng cho thân tâm trí nào. Một vài hơi thở để cơ thể mình được ổn định. Hướng sâu vào bên trong và cảm nhận từng hơi thở. Rồi hướng hết tâm trí của mình vào bài tập. Hít thật sâu, thở ra thật chậm, hít vào, thở ra, hít sâu, thở ra thoải mái. Một lần nữa hít vào, nhẹ nhàng thở ra. Ngay lúc này cảm nhận cái tiếng sóng, tiếng gió để mình kết hợp, mình rất là feel trong cái bài tập nhé. Rồi hít vào, hai tay vươn lên cao, thở ra nhẹ nhàng hạ tay lên trên đùi, đồng thời đánh cong cột sống lưng, kéo nhẹ cằm xuống. Hít vào, hai tay vươn lên, thở ra cuộn từng đốt sống lưng, kéo ra phía sau, đổ nhẹ cái khung xương chậu ra phía sau á. Hít vào, trở về, hai tay vươn lên, thở ra một lần nữa, lại hạ tay cuộn sống lưng ra phía sau, rút sâu rốn thóp bụng lại. Hít vào, trở về, nâng lên, thở ra hạ tay cuộn lưng thóp bụng giữ lại, và hít sâu trở về nâng lên. Thở ra một lần nữa, hạ tay cuộn sống lưng đánh cong ra phía sau, để cái bụng dưới của mình rút sâu lên nửa dùm thương ha, cầm kéo nhẹ xuống. Rồi ở đây ý thức của mình kích hoạt cơ bụng nè, ngồi thăng bằng lên trên mông, kéo nâng nhẹ gối lên, hai tay đặt ở phía sau đùi. Rồi mình tốt thì mình không có cho mũi chân chạm sàn ha. Rồi có thể mình sẽ ôm sát cái khuỷu tay của mình lại, sau đó mình duỗi cái chân bên phải thẳng, hít sâu, thở ra hạ xuống, đổi bên, duỗi chân trái rồi hạ xuống, rồi lại duỗi chân phải hạ xuống, duỗi chân trái, hít, thở ra hạ xuống, hít vào chân phải, thở ra giữ lại ở đây, rồi hít vào chân trái, ổn định cột sống lưng nè, thở ra hạ xuống, hít vào chân phải, căng chân phải ra nè. Rồi bắt đầu mình giữ thăng bằng, giữ chắc xương ngồi, hai tay mình nắm lấy chân. Rồi khi mình ổn định thì mình vươn dài tay trái ra phía sau, thăng bằng, thăng bằng ngồi, thăng bằng ngồi. Mũi chân của mình có thể chống nhẹ hoặc có thể không cho chạm sàn, đẩy lưng thẳng lên nhé. Ổn định 3 nhịp thở. Rồi hít sâu, xoay về phía trước, thở ra hạ chân xuống và đổi bên. Hít vào với cái chân bên trái, thở ra siết bụng giữ lại, cố định thăng bằng xương ngồi. Rồi di chuyển tay mình nắm chân, mở dần với cái tay bên trái của mình ra phía sau. Đúng rồi, rất tốt. Rồi hít vào, xoay về phía trước, thở ra nhẹ nhàng đưa tay về hạ chân. Rồi mình lên tư thế chiếc thuyền ngồi thẳng chân. Rồi nếu mà ai không được thì mình co gối vuông góc và buông tay ra ha. Buông tay duỗi về phía trước, còn nếu mà ai tập tốt thì thẳng gối. Rồi ở đây mình cứ ý thức mình kéo cái chân lên, kéo cái lưng lên, kéo chân, kéo lưng, thẳng cổ. Hít vào, thở ra,
Rồi hít sâu về tư thế chiếc thuyền nằm, kéo nhẹ cái thắt lưng của mình chạm sàn. Nhớ gồng, lúc này mình phải gồng cơ bụng chắc. Bài của mình hôm nay mình sẽ hướng vào core, flow core, là cái chuỗi core một chút xíu ha, về yoga thôi. Nên là nó sẽ không có độ nặng nhưng mà nó sẽ có độ bền trong đây, nên mình cứ di chuyển và mình dùng cái hơi thở để mình giữ. Rồi hít vào, ôm lấy cái gối bên phải, giữ sâu và ép xuống, thở ra thật chậm. Rồi nhẹ nhàng duỗi thẳng gối, hai tay mình nắm chân, nhớ là chân trái mình vẫn không chạm sàn. Khi mình nắm chân, mình kéo căng giãn được cái nhượng chân rồi thì mình giữ lại và mình hạ vai đầu xuống. Rồi có thể hạ cái chân bên trái xuống để cảm nhận cái sự thả lỏng ở đây một chút. Trước khi vào bài thì mình sẽ căng giãn chân một tí ha. Căng giãn phần lưng sau, phần nhượng chân. Rồi gác cái chân phải qua đùi trái về tư thế sâu kim. Tay mình có thể luồn vào giữa ôm gối hoặc có thể ôm cẳng chân, miễn sao là cảm giác, cảm nhận cơ mông và cái phần lưng, cơ lưng của mình ở phía sau á, nó được giãn ra, giải phóng phần thần kinh tọa. Rồi hít vào trở về, thở ra giữ chân bên phải và xoắn nhẹ sang phía bên trái, ép gối xuống, giữ được cái phần lưng ở trên, phần lưng, phần vai chạm sàn. Rồi hít vào trở về, thở ra gồng bụng, nhấn hông của mình xuống, ngồi bật người lên, ngồi lên, dùng cái cơ bụng kéo lên về lại tư thế chiếc thuyền ngồi. Rồi chiếc thuyền ngồi ha. Rồi cũng như thế, option 1, option 2, mình có thể chọn lựa. Đúng rồi, rất tốt. Mọi người ơi, cố lên. Cảm nhận sâu vào bên trong nè. Mình kích hoạt cơ bụng và cơ đùi đi. Mình kiểm soát, mình lắng nghe. Rồi hít sâu, thở ra về chiếc thuyền nằm. Gồng bụng nha, gồng bụng, giữ đùi siết, giữ. Tìm mọi cách không nhấc lưng lên và tìm mọi cách gồng cái bụng để treo giữ cái phần thân trên của mình không cho xuống. Rồi hít vào, giữ cái vai, giữ lưng và ôm nhẹ cái gối bên trái của mình ép vào. Thở ra thoát bụng, giữ cảm nhận ở đây, cho cái phần chân của mình nó sẵn sàng được kéo giãn. Rồi hít vào, thẳng gối, hai tay nắm chân, thở ra kéo sát vào đầu. Khi chân của mình đủ độ căng rồi, mình hạ vai đầu xuống và đồng thời hạ gót chân bên phải, căng nhượng chân ha, đè mông lưng đùi xuống. Rồi hít vào, co gối gác chân, thở ra kéo gối ép vô cẳng chân, ép vào, giải phóng vùng lưng đùi sau, cơ mông. Rồi sau đó mình xoắn sang bên trái, xoắn sang bên phải, để giữ cái phần vai của mình xuống. Cứ hít vào, thở ra chậm, hít vào, thở ra. Rồi hít vào, xoay trở về, bắt đầu gồng bụng, nhấc nhẹ vai đầu lên nè. Rồi lên về tư thế chiếc thuyền ngồi. Rồi ở đây mình bắt chéo cổ chân dùng thương ha, hai tay đưa về phía trước. Hít sâu, thở ra kéo về chiếc thuyền nằm. Hít vào, ngồi lên, bắt chéo lại cổ chân. Thở ra kéo xuống, đổi chân nha. Hít vào, ngồi lên. Thở ra kéo xuống. Hít vào, ngồi lên. Thở ra kéo xuống. Hít vào, ngồi lên. Thở ra kéo xuống. Thóp sâu, gồng bụng vào. Hít vào, ngồi lên. Thở ra thóp bụng lại. Rồi giữ ở đây, ổn định 3 nhịp thở, 5 nhịp thở. Nếu mà tốt thì vươn tay qua đầu, căng chân ra nè mọi người ơi, gồng cứng cơ bụng nè. Căng chân, gồng cứng cơ bụng. 10.
rồi hít sâu, thở ra, trở về, nâng người lên, bắt chéo cổ chân, chống tay về phía trước và rút chân ra phía sau. Về tư thế chiếc bàn, sau đó kéo nhẹ hông ra phía sau về tư thế em bé. Mình giải phóng cái vùng vai một chút xíu và mình trường người về phía trước, tư thế rắn cao, đại hông tới đó. Rồi hít vào, lại kéo hông ra phía sau, nhớ mình di chuyển cột sống lưng ha. Khi mình trường tới, mình giữ cho cái phần lưng của mình cong và ngực sát xuống dưới sàn. Hãm cái phần lực chậm nhất có thể để về tư thế rắn. Rồi cũng từ đó hạ ngực xuống, đẩy ngược ra phía sau, đi sau về vậy. Trường tới, trường ra sau. Trường tới, trường ra sau để cảm nhận phần cơ lưng, cơ vai làm việc. Lực tay sau. Kéo hông về sau. Hít vào trường tới. Thở ra lại trường ra phía sau. Mình làm khoảng 10 lần. 10 lần. Rồi từ đây cuộn sống lưng, hít vào nâng lên về tư thế mèo bò. Sau đó lại hạ hông của mình xuống, rồi lại kéo ra phía sau, mình chuyển động cuộc sống ngược lại. Từ trên xuống dưới, hồi nãy là từ dưới lên, còn giờ là từ trên xuống ha. Duỗi. Cuộn. Đúng rồi. Duỗi cuộn. Cuộn sống lưng. Hít vào duỗi. Cái hông của mình không hạ, đùi mình không hạ sâu nha. Thở ra trở về. Mình chuyển động cột sống thôi. Mình không có làm sâu tại mình đang kích hoạt vào vùng bụng thôi. Bài hôm nay mình dùng cái asana, tập cái asana cuối là mình tập kho thôi nha. Kích hoạt kho. Tiếp tục chuyển động cột sống lưng. Hít sâu. Thở dài. Hít vào. Thở ra. Rồi bắt đầu chống mũi chân sau, sâu vào. Nâng gối đẩy ra phía sau về tư thế chéo cuối. Rồi mình sẽ thực hiện chéo cuối đi bộ, nhón gót từng gót chân. Hai bàn tay của mình phải bám sâu xuống dưới sàn nha. Như Quỷ Hương ở đây là mặt cát bị lúng nên là nó sẽ bị lúng sâu, nên cái lực đẩy vai tay nó không có nhiều. Rồi hít sâu. Thở ra, bước hai chân về phía trước, đồng thời kéo lưng xa ra. Sau đó gập người, ép xuống. Trải dài từng đốt sống lưng. Hít vào, kéo lưng xa. Thở ra, gập người xuống. Hít vào, kéo lưng xa ra. Thở ra, gập người xuống. Hít vào, kéo lưng xa ra. Thở ra, gập người xuống. Rồi ở đây mình đạp mạnh chân. Hít vào, đứng lên, hai tay vươn cao. Thở ra, chắp tay hạ xuống trước ngực. Mình giữ cơ thể ở tư thế đứng trái núi, chắc chân, cứng bụng, hít vào, hai tay vươn cao. Thở ra, di chuyển tay phải nắm lấy cái cổ tay trái và nghiêng người sang phía bên phải, cảm nhận lườn. Hít vào, trở về, nâng lên, đổi tay. Thở ra, tay trái nắm tay phải, nghiêng sang trái. Hít vào, trở về, vươn lên. Thở ra, cúi gập người xuống, tay chạm sàn. Hít vào, kéo lưng xa ra. Rồi hạ lòng, trùng tay, rút từng chân ra phía sau về tấm ván. Đầu vai lưng một đường thẳng, trải dài cột sống lưng. Xuống chaturanga. Hít vào, trường lên rắn cao. Xoay vai mở ra, vươn cổ dài. Thở lại, đẩy ra phía sau về cho cuối, thấp bụng lại. Dài lưng như nè. Thân trước thì kéo về trước, thân sau thì kéo về phía sau. Rồi hít vào, ấn mạnh tay, bước hai chân về phía trước, kéo lưng xa ra. Thở cúi gập người xuống sau. Và nâng người lên, hai tay lên cao, hít vào, vươn vai. Rồi thở ra, hạ tay xuống trước ngực.
Hít vào, hai tay vươn lên. Thở ra, cúi gập người xuống, tay chạm sàn. Hít vào, kéo lưng xa ra. Thở ra, rút hạ tay xuống gập người, rút từng chân ra phía sau. Về tư thế tấm ván, xong rồi xuống chaturanga. Nâng lên chó ngẩng mặt hoặc là rắn cao. Hít vào, đẩy ra phía sau về tư thế chó cúi thở. Ổn định 3 nhịp thở. 3 nhịp thở ở đây. Rồi hít vào, ấn mạnh tay, bước hai chân về phía trước, kéo lưng xa ra. Thở cúi gập người xuống. Đạp mạnh chân, hít vào, nâng người lên, hai tay vươn cao. Thở ra, chắp tay hạ xuống trước ngực. Hít vào, hai tay vươn lên. Thở ra, chắp tay gập người xuống. Hít vào, kéo lưng xa ra. Hạ lòng bàn tay, hạ tay trùng. Gối rút từng chân ra phía sau về tấm ván. Xuống chaturanga. Toàn thân nằm sấp. Hít vào, lướt lên rắn hoặc chó ngưỡng mặt. Rồi đẩy ra phía sau về lại chó cúi thở, thóp bụng lại. Ba hơi thở. Sau đó giữ tay, hít vào, bước hai chân về phía trước, kéo lưng xa ra. Thở cúi gập người xuống sâu. Rồi hít vào, đạp mạnh chân, hai tay vươn lên. Thở ra, chắp tay hạ xuống trước ngực. Hít vào, hai tay vươn lên. Thở ra, cúi gập. Khuỵu gối xuống, kéo hông ra phía sau về tư thế ghế. Tư thế ghế, kéo dài hai tay lên cao. Rồi từ cái phần hông thì kéo cảm giác xuống về cái phần, về gót chân hay là về sàn, về đất. Thân trên thì vươn lên, thân dưới thì kéo xuống. Rồi hít sâu, thở ra, hạ tay gập người xuống. Hít vào, kéo lưng xa ra. Rồi trùng tay, ấn mạnh tay, trùng gối, rút từng chân ra phía sau về tấm ván. Xuống chaturanga. Toàn thân nằm sấp thở. Hít vào, lướt lên rắn cao hoặc chó ngưỡng mặt. Thở lại, đẩy ra phía sau về tư thế chó cúi mông hướng lên. Thẳng căng chân. Rút sâu rốn. Rồi hít vào, nâng lên. Đẩy ra sau chó cúi và đồng thời đá cái chân bên phải lên cao. Và bước cái chân phải lên trước cạnh bàn tay. Trường tấn thấp. Thở ra, kéo dài lưng và ép cái hông xuống. Rồi mình cố định cái mũi chân sau của mình. Không có mở cái phần háng của mình ra ha. Hít vào, hai tay vươn lên cao. Thở ra, thẳng gối trước, gập người xuống, nâng mũi chân lên. Kéo nhẹ nhượng chân nó phía sau, làm căng cái đùi đi nè. Rồi dài từng đốt sống lưng. Vươn xa ra nha. Vươn chạy dài từng đốt sống lưng. Rồi hít vào, trở về, co gối lại, hai tay vươn lên. Co gối vươn lên. Lần này di chuyển tay trái. Chắp hai tay lại. Đúng rồi. Hạ tay bên phải xuống, nghiêng nhẹ người sang phía bên phải. Rồi mình ép cái hông thêm chút xíu nữa để cho cái tay mình chạm sàn và lường mình sâu hơn. Rồi hít sâu, giữ cái tay bên phải đó, gài cái khuỷu tay bên trái và bên ngoài được phải, xoắn chắp hai tay lại. Rồi khi mình ổn định cái phần hông gối đùi rồi, mình nâng cái gối sau lên. Rồi đạp căng cái chân sau, mạnh cái chân trước, vươn dài cột sống lưng. Rồi hít sâu, đạp mạnh cái bàn chân bên phải, bước cái chân bên trái lên về thế ghế xoắn. Nhớ nha, cái flow của nó nên là mình sẽ đi liền nhau luôn. Rồi hít vào, dựng lưng thẳng gối, hai tay vươn lên cao. Thở
thở ra, khuỵu gối lại, kéo hông ra phía sau về tư thế ghế, chuẩn bị đổ chân. Rồi mình nhấc nhẹ cái gối, cái chân phía bên trái. Rồi nhấc nhẹ cái chân bên phải. Trở về, chuyển lực một bên ha. Rồi hít sâu, thở ra gập người xuống. Hít vào kéo lưng xa ra. Rồi hạ lòng bàn tay xuống, rút từng chân ra phía sau về tấm ván xuống Chaturanga. Toàn thân nằm sấp thở. Hít vào nước lên rắn cao hoặc chó ngẩng mặt. Rồi ấn mạnh tay chống sau mũi chân, đẩy ra phía sau về tư thế chó cúi mông hướng lên, thở thoát bụng lại. Kéo dài thân trước, dài thân sau. Rồi hít vào, ấn chắc tay giữ cố định hông lại, vươn cái chân bên trái mình lên cao. Thở ra co gối, bước chân trái về phía trước cạnh bàn tay, trường tấn thấp. Vươn dài lưng, ép khớp háng xuống. Cảm nhận ở đây, 2-3 nhịp thở. Khớp háng căng dần, bẹn căng dần. Rồi đạp mạnh chân trước, cố định cái vùng hông, hít vào hai tay vươn lên cao. Vươn xa, thở ra thẳng gối trước, nâng mũi chân lên gập hông. Kéo dài lưng, căng chân nhất có thể. Mong sau rồi mình không có ngồi xuống nha. Rồi hít vào trở về, đạp chân xuống, hai tay vươn lên cao. Vươn xa ra mọi người ơi. Lúc này mọi người ổn định cái hông thường thường nha, hông dễ bị lệch lắm. Và cái phần đùi mình nhớ là ôm vô để mình giữ cái hông vuông góc á. Rồi sau đó mình nghiêng nhẹ người sang phía bên trái, với cái tay bên trái mình chống xuống dưới sàn, ép hông sâu hơn. Thở giữ lại. 6 5 4 3 2 1 hít vào giữ tay và gài cái khuỷu tay phải mình bên ngoài đùi trái, chắp hai tay lại. Khi mình chắp tay mình ổn định rồi mình mới nâng gối sau lên nha. Rồi hít sâu, đạp mạnh chân, bước cái chân bên phải lên về ghế xoắn. Thở ra tì cái lực tay mình vào, cảm nhận mình xoắn sâu hơn, hông đùi đẩy ra sau. Rồi hít vào trở về, vươn tay thẳng, vẫn giữ hông, vẫn giữ ghế. Thở ra thẳng gối, hạ tay xuôi theo người, ổn định hơi thở. Rồi đạp chân chắc, hít vào hai tay vươn lên cao. Thở ra cúi gập người xuống. Cột sống kéo dài, vươn xa. Hít vào kéo lưng thẳng. Rồi ở đây mình xác định điểm đặt tay và nâng và hạ gối về tư thế. Hạ gối trên cánh tay và nó về tư thế quả. Rồi sau mình búng ra sau xuống Chaturanga. Còn nếu ai được thì mình rút từng chân ra sau và xuống Chaturanga ha. Flow này là flow cơ, kho. Đây là mình sẽ tập lực một chút xíu. Rồi hít vào, đẩy lên, về sau, chó cúi thóp bụng lại thở. Về chó cúi. Rồi vẫn ấn chắc tay, giữ hông cố định, hít vào vươn chân phải lên. Nhớ nha, nâng chân là mình phải cố định hông, chứ hông là nó bị lệch một bên cả cái vai nữa. Rồi bước chân lên cạnh bàn tay, chân giữ ở tư thế trường tấn cao. Vươn lưng nhìn về phía trước. Rồi khi ổn định gối cổ chân vững chắc vào cái vùng hông vuông góc thì mình dựng lưng thẳng, hít vào tay vươn lên cao. Thở ra xoắn nè. Xoắn. Một cái flow cuối xoắn cho bài. Căng đùi sau. Rồi ở đây ý thức mình gài chặt cái khuỷu tay và bước cái chân sau của mình lên, vẫn ở tư thế ghế xoắn. Rồi sau đó mình về quả xéo. Quả xéo, rồi mình cứ tìm mọi cách mình lên ha. Tốt, mình duỗi thẳng một chân của mình ra. Ở đây là cái bài flow kho một chút xíu, nên là nó sẽ tập theo cái chuỗi của mình liền luôn ha. Mọi người theo được tới đâu thì mình theo. Thì như nếu mà không làm được flow thì mình sẽ rời những cái tư thế asana ra. Rồi hít vào trở về, thở ra đứng lên hạ tay xuống. Rồi hít vào hai tay vươn lên cao. Thở ra khuỵu gối,
kéo hông ra phía sau về tư thế ghế nữa đó, tư thế ghế đó mọi người. Rồi sau đó mới hạ tay lên quạ một lần nữa để đổi bên. Cái follow này kích hoạt cơ thể vào buổi sáng nhưng mà mình không có nhiều thời gian nha. Kéo vào vươn lên xoay vai ra phía sau. Thở ra ấn mạnh tay nâng lên đẩy ra sau về chóp cuối. Rồi đổi chân, vươn cái chân bên trái, bước chân trái mình cặp bàn tay về trường tấn cao, mình cố định hông và lưng ở đây cho mình hương trước, xem coi quá gót chân đùi gối cổ chân vững chắc chưa mình mới lên ha, không được thì tay dịch lên hông. Rồi hít vào tay vươn lên cao, thở ra xoắn chắp gai cái khuỷu tay của mình bên ngoài đùi trái, căng chân sau, vươn dài nó ra, xoắn sâu vào, cảm nhận vào lưng nữa. Rồi hít vào, xoay đầu nhìn xuống, đạp mạnh chân và bước cái chân bên phải vươn lên, vẫn giữ tư thế ghế xoắn. Rồi sau đó mình di chuyển quạ xéo, nó giống y như con quạ cơ bản luôn, nhưng mà đây mình sẽ dồn lực hai chân một bên thôi. Rồi tốt thì mình duỗi ra mình biến thể, làm được tới đâu mình làm nha. Thường vẫn có những cái option sau cho những cái người tập tốt. Đây là mình làm được tới đâu thì mình làm. Những cái bài này ngắn mà mình flow để mình kích hoạt cơ thể thôi nha. Nó không phải là một cái bài chuyên về hơi thở. Bài kích hoạt cơ và làm nóng cơ thể. Hít vào đứng lên hai tay vươn cao. Thở ra hạ tay xuống trước ngực. Rồi bài tới đây là cũng là kết thúc bài rồi nha. Cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Chúc cả nhà có một ngày tốt lành. Nhớ bấm like và follow cái kênh yoga của Thư nhé. Namaste.